Đồ gỗ Tùng Tán xin kính chào quý khách nha. Và bây giờ là xin giới thiệu quý vị là 2 giờ chiều ngày mùng 4 nhỉ của năm 2020. Và thì rất là hạnh được đón hai bố con bác ba. Và đây là hình ảnh con trai của bác đây, đúng không? Và ở Hoàng Hà Thám, Ba Đình, Hà Nội, và đang lên để ký duyệt bộ sập thờ bằng chất liệu gỗ vụ đây. Và chân 22, và chiếc sập thờ này là có kích thước dài là 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Và thì trên hình ảnh quý vị đây là của con trai của bác đây. Và ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, và hôm nay đã lên tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em để ký duyệt bộ sập thờ. Và kia bác đang đây, vâng, đây là bác ba. Và bác ký xong rồi nhỉ? Bác ký xong rồi nhỉ? Vâng, thế chụp ảnh đây á. Vâng, với đầu xuân năm mới cháu xin chúc hai bố con bác mạnh khỏe nhá. Vâng, sang năm 2020, vâng, làm ăn cái phát đạt và gặp nhiều may mắn, và để sắm đồ nhiều cho cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhá. Vâng, vâng, thế xin cảm ơn hai bố con bác. Vâng, xưởng làm ăn cũng phát đạt. Vâng, thế xin cảm chân thành cảm ơn bác nha. Vâng, xin vâng ạ. Vâng, xin vâng, xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của đồ gỗ Tùng Tám nhá. Vâng, xin chào tạm biệt mọi người nhé, hẹn mọi người clip sau nha. Vâng.